Các bạn đến kênh Bảo Uống Vlog. Các bạn ơi, mình mới vừa về á, cho nên mà mấy bạn kia chưa có lợi, để chiều mấy bạn kia lợi nha các bạn. Nên hôm nay mình sẽ làm dồi của miền Bắc nha các bạn. Đây nguyên liệu gồm có thịt xay, rồi thịt nạc nè các bạn, rồi phèo, rồi huyết nha các bạn. Đây là huyết, còn đây là rau răm, ngò ôm. Đây là ngò ôm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vô chế biến và chiều nay làm miếng cho các bạn xem nha. Trong nhà thì giờ ở ngoài đã mưa rồi, có thể là trong nhà nha các bạn. Bây giờ mình đây là thịt bằm mình đã bằm rồi, còn đây là huyết, còn đây là ruột mình cũng đã rửa sạch rồi nha. Bây giờ bạn nhớ hơn chỉ còn là sẽ đây là rau răm và đây là rau ngọn, đây là hành nha, này ngọn nha các bạn, đây là hành nha. Bây giờ bạn nhớ hơn bằm, giờ sẽ bằm rau nha các bạn. Các bạn nào không biết cắt ra nha các bạn, tốt nhất các bạn hãy để tay vậy nha các bạn. Nếu như mình để vậy sẽ chặt chúng ta đạn nha các bạn. Sẽ dễ không làm xong đóng hàng tiếng quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ phụ rồi nhé không nha, để tôi đi lấy dao phụ. Làm sóng này cỡ tiếng mấy? Con trộn lắm nha mẹ. Lấy kéo cắt nè. Bây giờ đã cắt ra xong rồi nha các bạn. Giờ bây giờ sẽ kêu bằng bảo đổ được cái này vô cho các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ.
không có phần nhân của anh. Rồi à, mình bắt rồi, bây giờ mình chỉ cần là nước sôi và mình sẽ bỏ vào. Tại vì bếp hôm nay rất là nhanh nha các bạn. Hôm nay mình làm lúc 6 giờ á, tại vì mẹ mình nói hôm nay mà không có làm xong rồi mẹ mình hồi nghỉ lại làm á, cho nên mình phải chạy xe qua nhà chị Hân cũ. Bây giờ mình sẽ cắt ra và thưởng thức nha các bạn. Rồi, da đâu rồi? Để mình đi cắt. Cái da à, các bạn ơi, thơm quá. Đây là dĩa dồi miền Bắc. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nha các bạn. Ngon lắm rồi. Mình sẽ chấm dĩa. Đây đây đây. Nè, bạn bón đo đi. Bây giờ mình sẽ ăn nha các bạn. Mình sẽ ăn miếng đầu tiên và review hình như món ăn nó quỷ nó như thế nào. Quỷ nó như thế nào nhỉ? Không bao giờ thế lên. Mình lỡ quá các bạn ơi. Mình gấp nguyên đùi này gấp rồi. Mình gấp nguyên đùi dài này. Rồi mình chấm này lên chua chua. Nước mắm này chua chua. Mà còn cái cho mày nó có ra cái mà ăn nó thơm miệng và nó rất là ngon. Để mình sẽ ngon hơn huyết thì nó béo hơn. Béo thơm. Cái này mình sẽ chấm nhiều thì nó hơi chua ngọt. Chua rất là ngon. Ngon quá. Ngon thì các bạn nó đóng ra rồi ăn kế cho mình nha. Rồi đây. Và chia sẻ nha các bạn. Và bấm vào cái chuông nghe dặn. Nhấn vô cái tiếng nha các bạn. Nhấn các bạn. Nghe ngon các bạn. Mình sẽ ăn miếng cái tiếng nha. Rồi thử không chấm sẽ như thế nào. Mình thơm nhỉ. Và tạm biệt các bạn nha. Trong các bạn ơi, các bạn hãy làm ăn đi. Cái món của mình rất là đơn giản nha các bạn. Nè, ăn dưới hơn nè. Đơn giản và ngon nữa. Các bạn ơi, rất đơn giản. Các bạn chỉ còn một chút xíu thôi là rất là ngon. Các bạn con. Bây giờ mình sẽ được mượn đũa của bạn bói và ăn. Các bạn ơi, nhàn dữ hơn mình không có biết nhàn dữ hơn đâu mà tại sao á thấy luôn cái nhàn dữ hơn ở siêu thị á hơn quá các bạn. Chắc chỉ có bạn bảo biết nhàn dữ hơn thôi.
Ủa, nhà anh Duy Hưng ở đâu vậy? Không biết đâu. Anh Duy Hưng ở ngoài sân á. Không phải. Đợi hai cái lũa vậy ơi. Ngày mà anh Duy Hưng lên ăn tạm về các bạn đi. Ăn nhớ đi chia sẻ nha, em bán đắt lắm á. Em bán có 20.000 một con à. Ngon quá. Bánh đẻo quá ha. Chấm nha các bạn. Bếp béo. Ngọt. Hơi ngọt ngọt. Chua chua. Cái thủi đó bạn. Ăn vô rất là béo quá ngon. Rồi các bạn ơi, 6 giờ mấy gần 7 giờ rồi. Bây giờ trời cũng tối rồi. Nhưng mà nhà bạn nhớ hơn xa. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây cho bạn nhớ hơn về nha các bạn. Đó, các bạn hãy nhớ like và đăng ký. Bây giờ bạn chỉ hơn sang một miếng đó, bạn nó sẽ đi về như vậy.